rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm. Xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm. Chất âm cực kỳ ngọt ngào, đó là những mỡ vi cổ. Còn âm ly này cửa hàng vẫn thường bán những năm trước, đó là 2.8 triệu hoặc 3 triệu. Còn âm ly này ngày hôm nay cửa hàng bán cho anh em 2.500.000 đồng, với một lý do rất nhẹ nhàng, đó là bên hè phố cây lá thưa. Ở đây nó là một dải đèn led thì có một vài cái bóng nhỏ ở trong, nó không sáng nữa. Nó là tiểu tiết nhưng cửa hàng vẫn phải nói rõ và cửa hàng bán giá giảm đi đó anh em nhá. Nó vẫn ok đó. Có chỉnh bát chép, có cân loa, có lao lớt, chả thiếu cái gì. Bề ngang nó tầm 43.5 anh em nhá. Con âm ly này khá nặng cho một con âm ly cổ, nặng lắm. Nguồn to, hai tụ lọc và chạy hai con STK. Nó mang lại cái độ ngọt ngào, độ trong veo của lời hát để quý vị các bạn có thể nghe thử thức. Nắp bên trên cũng như là mặt đằng sau đẹp xuất sắc luôn anh em ạ. Đó, đấy. Anh em có thể thấy nước sơn màu đen này, mịn màng. Sản xuất tại Nhật, series là 132, 100V, 100W. Chơi vào những đôi loa cổ, loa toàn dài khỏi nghĩ luôn. Bên trong siêu mới anh em nhé. Nguồn vuông vuông chỗ kia, các bác nhìn qua thì có thể khó. Con này là con 8055, ngày xưa cả bán nhiều lắm. Ngày xưa nó về nhiều. Mặt tiền còn chưa lau đâu anh em nhá, chưa lau kỹ đâu. Nó bẩn bẩn, nhiều chỗ bẩn bẩn nó bám. Như vậy là cũng ok rồi. Đây là bẩn bẩn như cái này. Đó. Góc cạnh đẹp mượt mà. Xuân muộn về trên môi hồ. Chiều qua dòng sông là vàng rực giang ai mơ màng. Chiều qua dòng sông riêng mình ta mòn mòn chờ mong. Chiều qua sông sẽ có con chim bay cuối trời cất lên tiếng ca xa rời. Cuộc tình sâu khôn nguôi tiếng im phăng phắc. Nhạc gì cũng chơi được với con âm ly cổ khỏe này. Tất nhiên là anh em chơi vào những đôi loa nghe nhạc nha. Ở bên trong nó chạy hai con STK nên là khá khỏe. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị.